nhìn vào những bức hình này, đó chính là sao Việt trước và sau khi niềng răng. Hoa hậu, ca sĩ hay là diễn viên thì đều tìm đến phương pháp niềng răng. Và thật bất ngờ, họ thực sự đã có những thay đổi ngoạn mục tích cực ngoài mong đợi. Sẽ như thế nào nếu nói niềng răng không chỉ làm thay đổi hàm răng mà còn thay đổi toàn bộ khuôn mặt của bạn? Bạn nào đang có định niềng răng thì đừng bỏ qua video này nhé, vì tôi sẽ tiết lộ ngay về sự thật niềng răng, tại sao có thể làm thay đổi cả hàm răng lẫn khuôn mặt của bạn mà không phải ai cũng tiết lộ cho bạn. Tôi là bác sĩ Thiều Lan Anh, chuyên gia chỉnh nha tại nha khoa Lạc Việt Intech. Trước hết chúng ta phải tìm hiểu về nguồn gốc của niềng răng và cách mà nó đã hoạt động như thế nào. Đây là Christopher Francois de la Barre, cha đẻ của chỉnh nha hiện đại. Mặc dù vào những năm 1700, người Pháp đã phát triển lĩnh vực nha khoa với những tiến bộ đáng chú ý, bao gồm các dụng cụ bảo vệ răng miệng tùy chỉnh và loại bỏ răng khôn để quản lý tình trạng răng miệng quá chen chúc. Nhưng phải đến năm 1819, de la Barre mới là người tạo ra những kỹ thuật niềng răng như chúng ta biết ngày nay. Ông đã nghĩ ra một sợi dây được cài trên cả răng trên và răng dưới, đeo trong thời gian dài để làm thẳng răng. Dù ra đời cách đây hơn 200 năm nhưng niềng răng hoạt động như thế nào vẫn đang gây vô vàn hiểu lầm. Trên thực tế, cơ chế hoạt động của niềng răng không chỉ đơn giản là dùng lực kéo trên những chiếc răng mọc lệch về đúng vị trí, mà nó còn là một phản ứng dây chuyền bao gồm cả việc xương hàm bị tan ra. Nghe đến hòa tan thì có thể bạn sẽ thấy hơi sai sai và phi thực tế, nhưng từ từ đừng vội vì phải xem tiếp video thì bạn mới hiểu rõ được nguyên lý hoạt động của niềng răng mà tôi đang muốn nói đến. Thay vì nhấc từng chiếc răng một ra ngoài ổ răng để sắp xếp lại đúng vị trí thì niềng răng lại lừa cơ thể của chúng ta để tự làm điều đó. Trên thực tế, không nhiều người thực sự hiểu về cách mà niềng răng đưa những chiếc răng mọc lệch về đúng quỹ đạo. Việc di chuyển một chiếc răng không đơn giản chỉ là liên tục tác động lực lên để nắn chỉnh như cách chúng ta vẫn nắn một đoạn thép, bởi mỗi chiếc răng đều có phần chân cắm sâu xuống xương hàm. Quá trình này thực chất sẽ xảy ra như sau. Bước đầu tiên của bộ niềng răng khi được siết chặt sẽ tạo ra một áp lực lên vùng xương ổ răng bao quanh chân răng. Áp lực này sẽ làm cản trở dòng máu đến vùng xương ổ răng bao bọc chân răng, không được cung cấp máu. Những nhu mô này đương nhiên sẽ bắt đầu chết đi, và đây cũng chính là điều mà các nha sĩ mong chờ khi tiến hành niềng răng của bạn. Cần biết rằng hệ miễn dịch của chúng ta đang hoạt động rất hiệu quả và kịp thời. Bất kỳ vị trí nào trên cơ thể bị xâm nhiễm hoặc bị tổn thương, các tế bào miễn dịch sẽ ngay lập tức có mặt. Trong trường hợp này, cơ thể sẽ gửi đi một đội quân tế bào đặc biệt có tên là osteoclast với nhiệm vụ làm giảm áp lực lên vùng mô xương ổ răng để khôi phục lại dòng chảy của máu. Giải pháp mà osteoclast áp dụng chính là hút bớt canxi từ xương hàm ở vị trí bị nén, khiến xương hàm bị tan ra theo đúng nghĩa đen. Nghe thì có vẻ rất nghiêm trọng đúng không? Nhưng kết quả trả về lại là một lỗ hổng ở xương hàm tuyệt đẹp được tạo ra, và chiếc răng có thể dễ dàng di chuyển qua đó dưới tác dụng của niềng. Cũng trong lúc này, các mô xương ổ răng được bơm máu trở lại để tái sinh và tiếp tục nhiệm vụ giữ chặt chân răng. Quá trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian, thậm chí là từ 2 đến 3 năm, và chi phí đương nhiên cũng không phải là rẻ, bởi thông thường niềng răng sẽ dao động từ khoảng 27 triệu cho đến hơn 50 triệu tùy vào từng loại mắc cài. Nhưng mà kết quả cuối cùng thì rất xứng đáng với nụ cười vô cùng mỹ mãn. Xét về phương diện thẩm mỹ của hàm răng thì nhiệm vụ của niềng răng là phải làm sao để cho hàm răng của bệnh nhân phải thật đều, đẹp. Đồng thời các bác sĩ chỉnh nha cũng phải làm các biện pháp can thiệp để điều chỉnh đường viền lợi sao cho thật hài hòa. Lấy ví dụ minh họa thực tế, đây là hình ảnh của một hàm răng đẹp. Chỉnh nha tốt sẽ phải đạt được tất cả những điều này: các răng đều, sát nhau, không có khoảng trống, không bị thưa, đường viền lợi hài hòa. Còn đây là một trường hợp hàm răng không đều đẹp, đường viền lợi bị cao thấp không đều nhau. Các bạn có thể thấy điểm khác nhau hoàn toàn giữa đạt và không đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ hàm răng chưa? Ngoài ra chúng ta còn phải kể đến phương diện thẩm mỹ nụ cười. Kết quả của một ca chỉnh nha được gọi là tốt khi mang lại cho bệnh nhân một nụ cười đẹp. Tức là thế này, làm sao cho sau khi chỉnh nha bệnh nhân cười mức độ lộ lợi phải phù hợp, không lộ hoặc lộ không quá 2mm, khoảng tối hai bên khóe mép phải vừa phải và rìa cắn răng cửa hàm trên vừa chạm hoặc song song với bờ viền môi dưới. Bờ rìa cắn răng cửa phải song song với đường nối hai đồng tử của mắt. Cũng có ví dụ minh họa trực quan cho tiêu chuẩn nụ cười thẩm mỹ nụ cười như sau. Đây là một nụ cười đẹp là kết quả của nụ cười mà chỉnh nha hướng tới. Còn đây là hình ảnh một nụ cười không đẹp, mặc dù răng rất đều nhưng nụ cười vẫn không đẹp và bị lộ lợi quá nhiều. Hay ở đây cũng là một nụ cười không đẹp, vừa do răng bị khấp khỉnh, vừa do đường viền lợi cũng khấp khỉnh cao thấp. Nhưng mọi việc thì chưa dừng lại ở đó. Thực tế thì không chỉ răng mà cả khuôn mặt của bạn cũng có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Tại sao bác sĩ lại nói như vậy? Trên phương diện thẩm mỹ khuôn mặt thì chỉnh nha hiện tại phải làm sao để có thể tái cấu trúc lại được tầng mặt dưới, cả khuôn mặt nhìn nghiêng và khuôn mặt nhìn thẳng. Đối với khuôn mặt nhìn nghiêng, kết quả niềng răng được gọi là tốt khi nó đưa các chỉ số sau về chuẩn. Đầu tiên là góc mũi môi, chúng tôi sẽ đưa về chỉ số từ 90 đến 110 độ. Sau nữa là góc môi cằm không được về sau quá sâu. Và cuối cùng là mối tương quan giữa bờ môi trên, môi dưới và đường thẩm mỹ E. Đối với người Việt Nam chúng ta thì làm sao để đưa nó về không vượt quá 1mm, không lùi sau quá 4mm so với đường E-line.
cũng được coi là khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp sau khi niềng răng. Còn đối với gương mặt nhìn thẳng thì niềng răng phải làm sao để đưa lại cho bệnh nhân được sự cân đối của ba tầng mặt. Niềng chỉ có thể can thiệp được vào tầng mặt dưới, nhưng khi thay đổi tầng mặt dưới thì tương quan giữa ba tầng mặt cũng thay đổi trở nên hài hòa hơn. Đây là tiêu chuẩn trên lý thuyết của niềng răng đương đại. Vậy trên thực tế với từng tình trạng răng cụ thể sau khi niềng răng khuôn mặt của bạn sẽ thay đổi ra sao? Đó có lẽ cũng chính là một trong những tò mò lớn nhất của tất cả những bệnh nhân chỉnh nha. Vậy thì đừng tua video nhé, vì bác sĩ sẽ tiết lộ cho các bạn ngay bây giờ thông qua những cây niềng răng thành công tại nha khoa Lạc Việt Intech. Ví dụ như trường hợp móm do răng, tức là các răng hàm trên ở phía sau so với răng hàm dưới. Những trường hợp này trước điều trị mặt bạn sẽ có dạng lưỡi cày với hàm dưới nhô ra, xương hàm trên thì lùi xuống, phát âm có thể còn bị đớt. Sau khi niềng răng, nha sĩ có thể đưa hàm trên ra ngoài hoặc lùi hàm dưới về phía sau, nhất là ở giai đoạn chỉnh nha tăng trưởng hoặc cắn ngược do thói quen trượt hàm. Nói chung là gương mặt thay đổi rõ rệt, mũi sẽ trông có thể cao hơn, hàm dưới thon gọn hơn, góc mũi môi không còn bị tù và nhọn hơn. 100% cắn ngược sau niềng răng trông gương mặt như là một gương mặt khác vậy. Hay với trường hợp hô ra răng, khi các răng hàm trên nhô ra quá mức sẽ khiến cằm của bạn trông bị lùi, khó khép miệng, nên để khép miệng lại cằm thường phải nhăn lại cho cảm giác gương mặt luôn căng thẳng, khó tính. Hơn nữa khi bị hô thì má thường bị hóp lại và cho cảm giác gò má bị cao lên. Sau niềng răng gương mặt của bạn cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Chắc chắn ngoài nụ cười tươi đều đặn, bạn cũng sẽ có gương mặt đẹp hơn khi miệng có thể đóng kín tự nhiên, cằm trông khỏe khoắn và dài hơn, mũi trông cũng có vẻ cao hơn do môi dưới lùi về phía sau. Má bạn cũng sẽ phúng phính, không bị căng cứng nữa. Còn đối với gương mặt nhìn thẳng thì niềng răng phải làm sao để đưa lại cho bệnh nhân được sự cân đối của ba tầng mặt. Ngoài ra những trường hợp răng lệch lạc, khớp khỉnh nặng cũng có sự thay đổi nhiều về mặt ngoại hình. Khi cười cảm giác miệng của bạn có quá nhiều răng, việc niềng răng khớp khỉnh sẽ giúp thu nhỏ hàm khi nha sĩ kéo những răng lệch lạc ngoài cung đi vào hàng lối. Từ đó nhìn miệng bạn không còn bị rộng. Việc kéo lùi tí xíu hai hàm sẽ khiến các bạn có góc mũi môi hài hòa hơn. Và để đạt được những tiêu chí thẩm mỹ được kể ở trên thì hai yếu tố quan trọng nhất trong một cây niềng răng chỉnh nha mà bác sĩ cần nhấn mạnh chính là bác sĩ tốt và công nghệ hỗ trợ niềng răng tốt. Đầu tiên là bác sĩ, tôi cho rằng tâm thế làm việc của bác sĩ chỉnh nha ngày nay cần phải hướng tới một kết quả rộng hơn, cần phải định nghĩa lại thẩm mỹ sau cùng cần đạt được của một ca niềng răng. Quan điểm niềng răng chỉ thay đổi được răng thôi là không còn phù hợp, không còn đủ nữa. Với những công nghệ tiên tiến hiện nay thì quan điểm về thẩm mỹ cần hướng tới và cả răng, lợi, nụ cười và khuôn mặt. Thứ nữa là các bác sĩ cần phải có quan điểm lấy an toàn làm gốc, lấy bền vững làm yếu tố theo đuổi lâu dài. Theo tôi thì đây là cái quan trọng nhất và nó thuộc về tư tưởng. Vì khi chúng ta làm việc trên tâm thế này, chúng ta buộc phải đi tìm những giải pháp, những công nghệ và những khí cụ phương tiện hiện đại nhất, mới nhất trên thế giới để phục vụ cho bệnh nhân. Ở tầng thấp hơn, để niềng răng đạt được hiệu quả thì bác sĩ phải thăm khám và khảo sát thật kỹ, phát hiện cho hết những yếu tố nguy cơ và bắt tay vào thiết lập một kế hoạch điều trị cho thật tốt, kiểm soát quá trình thực thi đến nơi đến chốn, lựa chọn khí cụ thật phù hợp, như thế mới có thể mang lại cho kết quả sau cùng tốt nhất, không có tai biến và không bị tái phát sau niềng. Yếu tố thứ hai mà tôi muốn đề cập tới để một ca niềng răng có hiệu quả đó là vấn đề công nghệ hỗ trợ điều trị. Tôi không phủ nhận vai trò của kinh nghiệm trong quá trình điều trị chỉnh nha, nó rất quan trọng. Tuy nhiên tôi cho rằng chỉ kinh nghiệm thôi là chưa đủ, chúng ta cần phải có những phương tiện chẩn đoán hỗ trợ tốt để có thể tầm soát, tiên lượng trước mọi vấn đề, đồng thời phải có công nghệ hỗ trợ trong vấn đề tính toán, đo lường, lựa chọn khí cụ phù hợp cho từng ca riêng biệt, như thế mới có thể mang lại hiệu quả tối ưu. Tại Lạc Việt Intech, chúng tôi đang áp dụng giải pháp niềng răng X-Matrix là một trong những giải pháp niềng răng tiên tiến nhất hiện nay, được phát triển theo hướng cá nhân hóa. Nó có thể giúp chúng tôi tầm soát gần như toàn bộ các yếu tố nguy cơ, lường định trước được các rủi ro trên từng ca cụ thể, giúp chúng tôi có thể đo lường được mật độ cấu trúc, thể tích xương của từng ca, từ đó chúng tôi có thể tính toán lực, lựa chọn khí cụ phù hợp cho từng người. Nó sẽ an toàn, hiệu quả và sẽ nhanh hơn. Trên đây là chia sẻ của bác sĩ về chủ đề sự thật về niềng răng được nhiều bạn theo dõi và quan tâm yêu cầu giải đáp. Nếu các bạn có thắc mắc gì về việc niềng răng thì hoàn toàn có thể tìm kiếm từ khóa niềng răng tại kênh Lạc Việt Intech để xem những video liên quan đến vấn đề này, hoặc có thể bình luận bên dưới video, tôi sẽ trả lời chi tiết cho các bạn nha. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh Lạc Việt Intech niềng răng để đón chờ những video chỉnh nha tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.